Sau giờ nghỉ trưa, các chàng trai quyết định chia đội để thi tài với nhau. Và bộ môn thi đấu lần này chính là bắn bi da lỗ. Hình phạt cho đội thua cuộc có vẻ rất kinh dị. Thôi chắc là để bác bạn nữ nghĩ ra đi. Kiểu như là chọc vẽ lên mặt hay là kiểu sao? À, được. Em có chọc nè. Không, vậy nếu vậy thì thằng nữ một bên, mỗi người một bên để mà vẽ đều hết luôn, chứ tự nhiên bốn nam vẽ là hai người nữ đứng ngồi cười hả? Rồi chọn phe đi. Gái chọn đi gái. Ừ. Em nghĩ cái này là hên xui á. Thì chọn tại đi. Tại vì em đâu có biết mọi người có giỏi hay không đâu. Em hãy về đội của anh. Ok anh, em về đội của anh. Anh cố lên nha. Ok. Thôi em chết rồi đó. Trời. Vô. Ủa nếu mà nữ về đội này thì sao? Thì là nếu như mà thắng thì cùng thắng, nếu mà thua thì cùng thua. Là đội tới anh, đội tới. Đúng rồi. Giờ tới em. Mọi người, mấy anh ơi, mấy anh cố gắng lên xíu anh. Ok. Cùng lắm thôi, thôi gì đâu. Được. Hai cao thủ quá coi chừng, nhìn đáng sợ quá. Vô đấy gì vậy? Vô đất trơn rồi đấy. Một cái. Tuy đội bốn mắt là Phúc và Lộc có khởi đầu thuận lợi khi bắn lọt bi trơn, thế nhưng đội hai mắt là Trung và Trường lại có nhiều kinh nghiệm hơn, nên bi sọc nhanh chóng được đưa hết vào lỗ. Đội hai mắt chỉ cần bắn lọt bi đen cuối để giành chiến thắng. Liệu đội bốn mắt có kịp gỡ gạc? Chuẩn bị cho các bạn cơ hội. Chuẩn bị em. Thôi thấp. Thật ra cũng hơi quê nhưng mà xà lên. Coi chừng trúng bi đen trước á. Mạnh lên. Coi chừng đặt banh á. Rồi xong end game rồi em ơi. Em nghĩ là hỏi thằng kia đó cũng được. Thằng kia rồi đó. Nó vào tay anh game rồi. Không rồi hả? Bước đi này không thể đi lại rồi em. Không hiểu sao em nhìn ánh mắt của đôi bạn sợ hãi em thấy sao anh ơi? Anh đánh từ từ đó. Em nghĩ anh nên thể hiện một chút sự thương xót ở đây. Chắc vậy quá. Anh phải làm vậy quá. Để mà mình tạo cuộc chơi nó hấp dẫn hơn. Đúng rồi. Cứ nói vậy đánh rớt đỡ quen. Đúng rồi. Anh này làm kỳ quá. Vâng, anh xin cảm ơn rồi. Nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh biết em rất cố gắng nhưng mà cái đẳng cấp thì nó luôn được thể hiện gì đó. Ok. Thắng thua đã rõ và Lan Anh vô tình lọt vào đội thua cuộc với Phúc và Lộc, thế nên bộ ba này sẽ bị vé mặt.